Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube channel của Dan Steele. Đây là dành kênh dành cho những bạn nào thích gì stock option crypto và muốn kiếm tiền thị trường chứng khoán Mỹ. Còn mình là Dan Steele đây, và hôm nay mình làm một cái video khác với mọi ngày một chút xíu. Mình sẽ review cho các bạn biết là ngày hôm nay mình trade cái gì và tại sao mình trade như vậy. Tại vì rất nhiều bạn có hỏi mình rằng tại sao mình lại vào lệnh chỗ đó và tại sao mình không đánh long hoặc đánh short ngay cơ vị trí đó mà mình lại đánh theo cái hướng của mình. Thì với một cái mục đích là cho các bạn thêm kiến thức về trong cái việc trading thì Dan làm cái video reaction này cho tất cả mọi người ha. Thì Dan sẽ react bằng những cái video chính Dan live trade vào buổi sáng. Dan có record lại hết tất cả những thông tin các bạn thấy đều là live trade, và những thông tin ăn tiền hay là gì đều là những cái trade mà Dan public lên hết, không có recording lại hoặc là không có chỉnh sửa nha các bạn ha. Mình chỉ highlight lại những cái khúc nào Dan trade như thế nào, và sau đó mình sẽ phân tích những cái khúc đó. Đây là lúc mà mình trade khoảng tới gần trưa ha, gần trưa lúc này là khoảng hình như là khoảng 11 giờ đó thì tài khoản của Dan đã lên được 11.000 đô ha. Nếu các bạn nhìn trên màn hình thì cái profit của Dan đã lên tới 11.000. Đây là cái daily profit nha các bạn ha. Daily profit thì cái Dan sẽ phân tích kỹ về cái profit này từ đâu và cho cái việc nào, cho cái việc day trade hay là cái việc swing trade. Thì các bạn cũng thấy rằng majority trong cái việc cái profit ngày hôm nay á, đa số là từ con boy, khoảng 6.000 từ con boy ha. Tại vì boy hôm nay đã tăng giá khoảng 18% nha các bạn, 18%. Thì 6.000 là từ con boy, còn lại là từ cái việc Dan swing trade và Dan cái trade đầu tiên trong ngày của Dan là khoảng vào lúc em nghĩ là khoảng 6:35, 6:40 gì đó. Hình như là 6:35 là chính xác nhất nha các bạn. Lúc đó thì Dan có thấy cái Tesla, Tesla nó breakdown zone, và cái zone 178 có nghĩa là cái zone một cái zone hình như là cái low của ngày hôm qua hay sao á. Nhưng mà Dan thấy là nó đã bị breakdown thì lúc đó trong tích tắc á thì Dan chỉ suy nghĩ rằng khi mà breakdown zone á, nó sẽ có khả năng là nó sẽ xuống cái vùng giá 176.34. Thì lúc này á, lúc đầu giờ thì rất rất dễ bị confuse cho các bạn. Các bạn sẽ thấy có những ngày nó break down hai cây đỏ một phút như vậy, nhưng mà nó sẽ dễ dàng là nó sẽ V shape. Chúng ta sẽ xem lại cái đoạn trade này ha. Đó, các bạn thấy khi mà Dan nhìn vào cái khung 1 giờ á, Dan nhìn vào cái khung 1 giờ á thì Dan có thấy rằng Tesla đã tạo một cái low, low and low. Các bạn nhìn kỹ low and low trên khung 1 giờ, đúng không ạ? Và chúng ta đang có nguy cơ là chúng ta sẽ bounce ở cái vị trí này ha. Nhưng mà lúc này á, khi mà Dan nhìn qua QQQ và Dan nhìn qua SPY thì Dan thấy technically là nó đang yếu. Và sau đây là cái yếu tố quyết định mà Dan quyết định là Dan vào Dan short Tesla vào buổi sáng. Dân chơi sợ mưa rơi chơi luôn các bạn. Short Tesla ở đây. Ok, Tesla các bạn. Đó, các bạn thấy là lúc này là Dan liếc qua bên tay trái của Dan là Dan nhìn cái market internal. Dan muốn xem là coi là market nó đang yếu hay mạnh. Hiện tại lúc này cả ngày hôm nay thật sự là market internal nó khá là mạnh khi mà cái lượng volume tăng đều, đúng không các bạn? Thì nhưng mà nó không có nghĩa là những cái con stock nó đang bị yếu thế nó lại có thể tăng được các bạn. Và với một trong tích tắc thì Dan quyết định là Dan short Tesla thay vì Dan long. Và cái cây doji trước một phút á, nó cũng cho Dan biết rằng là cái buyer trong Tesla nó quá là yếu nha các bạn. Nhanh nha, short Tesla nhanh nha. Ok, Tesla các bạn, mình sẽ short ha. Mình sẽ short 100 xe trước ha. Mình vô 100 xe Tesla short ở đây. Order filled. 200 xe Tesla short ở đây ha. 200 được rồi, nhiều quá. Ok, đẹp các bạn. Tesla short ở đây đẹp quá. Đến khi mà Dan các bạn thấy rằng khi mà Dan vào cái lệnh này á, Dan nói cái Dan rất là sợ.
không phải sợ mà Đen rất là không có sure lắm, cho nên là Đen vào số rất là nhẹ. Đối với những lệnh đầu giờ, đồng ý là nó sẽ chạy nhanh vào lúc đầu giờ, nhưng mà những cái từ lúc mà từ 6:30 cho tới 7 giờ là 30 phút đầu giờ, nó rất dễ là nó sẽ đảo ngược lại và nó tạo ra những cái cây nến biến động rất là lớn. Cho nên trong khi mà các bạn trade đầu giờ, các bạn cần phải cẩn thận cực kỳ các bạn ha. Tesla target 176, Tesla target 176 nha bạn. Rồi, mình xin phép được tua qua cái khúc này một chút xíu, tại vì lúc này mình đang đợi lệnh ha. Mình đợi lệnh ha. Thì target của Đen cũng là 176, và đúng như target là lúc mà khoảng 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 vài phút sau hai cây nến, là khoảng 2-3 phút sau thôi là Tesla đụng 176, là Đen đã chốt Tesla. Các bạn thấy là Đen đã chốt Tesla và Đen đã lấy về 176 đô la trong vòng 3 phút ha. Thật ra thì nếu các bạn trade option thì con số này nó sẽ lên tới khoảng 400 đến 500 đô la. Nhưng mà vì chúng ta trade một cách an toàn và chúng ta trade cẩn thận, cho nên là đối với Đen 176 đô la ở vào khoảng 2 phút đến 3 phút là một con số quá tuyệt vời ha các bạn ha. Và sau đó khoảng 30 phút sau thì chúng ta khi mà Tesla đã có, bạn thấy là Tesla có một cái chân hammer ở ngay khung 5 phút ở ngay dưới zone, và rút cái zone 176 lên, thì Dan có thấy Tesla có một cái lượng buy khá là ổn định, một cái short term rất ổn định, khoảng là nó trên khung 5 phút, cho nên là Dan quyết định là cho các bạn đánh một cái reversal lên ha, cái reversal lên. Đối với những lệnh mà bắt reversal lên mà theo ngược cái xu hướng của trend hiện tại thì rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà các bạn bắt reversal với một cái trend ngược á, thì bạn cần phải chốt profit nhanh ha. Cho nên là đối với những lệnh này thì Dan Dan dùng cái position lại càng nhỏ nữa nha. Các Vậy bạn là bây xem giờ lúc là video. 6 đồng 6 đồng tư á, Đen sẽ mua 10 contract ha, Đen sẽ mua 10 contract. Chấm 37 mình chạy được các bạn. Vào lúc này là các bạn thấy là Đen đã vào 10 contract Tesla, 175 call ha. Đen ăn được khoảng 100 đô. Target của Đen rất là ngắn thôi, target của Đen khoảng 178. Thì khi các bạn day trade đó, các bạn chỉ cần hai nhịp lên xuống như vậy là các bạn đã đủ tiền rồi ha. Option hơi ghê ha. Option ăn 100 đô chạy các bạn, ăn chạy luôn các bạn. Option ăn 100 đô chạy các bạn. 200 đô các bạn, mà chạy cho nó nhanh đi các bạn, chạy cho nó nhanh đi các bạn. Các bạn chạy cho nó nhanh đi các bạn. Ha. Các bạn thấy Đen liên tục nhắc nhở các bạn là phải chạy cho nó nhanh, tại vì thật sự là trong day trade, thứ nhất là khi các bạn đánh counter trend á, nó rất là nguy hiểm. Tất cả mọi người sẽ cố gắng get in và get out thật là nhanh, cho nên là Đen vào cái lệnh khoảng 10 contract thì Đen đã out với cái profit là khoảng 200 đô la. Thì lúc này các bạn cũng thấy là tài khoản của Đen không hề lên. Tại vì sao? Tại vì cho dù Đen đang cái lệnh đầu và lệnh sau là gần 300 đô la, nhưng mà những cái lệnh swing nó bị trừ tiền lại nhé các bạn. Lệnh swing của chúng ta là có buy, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có tiền, chúng ta vẫn có cash ở đó, tiền chúng ta vẫn lên. Chỉ là những cái temporary loss của những cái lệnh swing nó vẫn còn ở đó ha các bạn ha. Và cái lệnh thứ ba đối với Đen là cái lệnh mà Đen rất là hài lòng nhất trong tất cả các lệnh day trade, đó chính là lệnh AMD, long AMD hoặc là call AMD. Tại sao thường thường Đen lại cho vừa long mà lại vừa call, mà Đen lại không cho là chỉ một cái long không hoặc một cái call? Tại vì Đen là người dẫn tàu và sẽ có những người theo lệnh option và những người theo lệnh share. Đen không muốn ai tham gia chung với group của Đen mà bị bỏ lại cả. Đen muốn cho tất cả mọi người có thể tham gia chung cái trò chơi. Cho nên là Đen vừa đánh long và Đen vừa đánh share. Thì tất nhiên nếu như các bạn là một cái người tham gia trò chơi, tham gia trading, thì các bạn không nên đánh vừa long và vừa call như vậy. Các bạn sẽ khó quản lý lệnh. Thứ nhất, các bạn phải thao tác lệnh rất là nhanh và các bạn phải đóng lệnh. Và tất nhiên là khi các bạn có hai lệnh thì các bạn sẽ không có lấy được cái tiền lời maximum như mình muốn. Đen cũng bị như vậy, nhưng mà Đen thì Đen không sao cả, tại vì Đen sẽ biết quản lý cái lệnh của mình, và Đen vào cái sizing để có thể chấp nhận mất được. Nhưng nếu như bạn trade một mình thì Đen nghĩ, Đen khuyên các bạn nên dùng một lệnh vào một lúc thôi ha.
Em mua 2 đồng máy, em mua 10 Order contract thôi. partially filled. Em mua Order filled. em mua 20 contract đi, 4.000 máy đi. Thì các bạn thấy rằng AMD ở cái vùng giá này đã bắt đầu break out cái cây nến 15 phút trước. Thì cái technique này là technique break out ha, break out khi mà chúng ta có một tạo một cái đỉnh và chúng ta đang cố gắng break out một cái đỉnh đó. Thì lúc này AMD đang có xu hướng chạy về view gap. Thì đen đoán là AMD có thể sẽ về lại 93, 94, tại lúc này hoàn toàn là market đã theo một cái xu hướng là uptrend rồi, rất là mạnh, bao gồm internal cũng mạnh nha các bạn ha. Kết thúc chương trình đó bạn, Order ao filled. AM đi ha. Vào khoảng 20 phút sau á các bạn, 20 phút sau thì AMD đã vượt lên cái vùng giá 93 đúng như cái target của Dan. Và Dan out AMD với cái thành quả là 100 đô la share và 150 đô la option các bạn. Option thì tất nhiên sẽ ăn nhiều hơn cho dù cái lệnh đó mình vô ít hơn, nhưng mà share thì nó sẽ an tâm hơn và nó sẽ dễ dàng quản lý hơn. Thì đến thời điểm này là Dan đã có 3 lệnh chiến thắng, 4 lệnh bao gồm cả tail trade, chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đầu giờ trade thôi ha. Và mình đây là mình kết kết thúc một cái lệnh AMD. Một cái lệnh nữa mà Dan khá là hài lòng đó chính là con coin, khi mà Dan thấy có một cái lượng volume đổ vào rất là lớn ở cái vùng giá 60 61. Và sau đó Dan cho các bạn đánh một cái lệnh nhanh, lệnh coin nhanh từ 60 61 lên đến 62 khoảng 2 điểm, rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta có một cái điểm một cái trade rất là thành công. Các bạn xem qua cái trade này nhé. Ăn tiền rồi chạy nhanh thiệt cái chứ. Ok các bạn, mình sẽ đợi thêm chút xíu nữa, sau đó mình sẽ cool down chút xíu, mình sẽ chill các bạn ha. Mình sẽ Lúc chill này chút là mình đã vào lệnh rồi nha các bạn. Mình sẽ chill chút xíu ha. Lúc này mình đã vào lệnh rồi và hiện tại mình đã ăn khoảng 120 đô la rồi. Các bạn vẫn thấy là tiền của Dan không hề lên ha, không hề lên. Một lý do rất là đơn giản thôi, tại vì khi mà cái những cái lệnh swing nó trừ lại đó, nhưng không có nghĩa là Dan không ăn tiền ha. Sáng mình đánh vui vẻ rồi, sáng mình đánh vui vẻ ha. Đây là khoảng 15 phút sau, coin rally một cây vui vẻ là Dan ăn 600 đô la coin và 400 đô la coin option, là khoảng 1.000 đô la cho cái lệnh coin này ha. Một cái technique khá là đơn giản và khá là hiệu quả, đó chính là bắt reversal trong những cái ngày downtrend, early downtrend sau đó bắt reversal. Thì để làm cái lệnh này thì đồng ý đầu đầu tiên là các bạn phải hiểu mình đang làm cái gì và mình phải xác định được đáy của cái con stock ở đâu và để cho các bạn đánh cái reversal vui vẻ như vậy. Thì đây là cái lệnh khá là thành công. Nói chung là sáng nay là đen khá là thành công trong tất cả bốn các lệnh. Thì bên cạnh đó là có những cái lệnh như là coin, ngoài coin ra chúng ta có những lệnh như là DDoT. DDoT, nếu như các bạn coi cái video khoảng giữa giờ của Dan á, là Dan sẽ có DDoT, Rivian và Boy. Lúc này là Dan có một cái con là ON á, Dan đã chốt profit khoảng 1.200 rồi ha. Và các bạn thấy rằng hiện tại tiền lời của Dan đã lên tới 11.000 trong vòng ngày hôm nay ha. Đó là khi mà các bạn biết quản lý lệnh một cách chuẩn xác và bạn biết cách exit lệnh khi cần thiết. Đây là cái thành quả mà Dan gặt hái được khoảng 11.187 đồng ha. Đến cuối ngày thì còn khoảng 10.200 đồng. Nhưng mà đối với Dan là đây một ngày trading khá là thành công. Group của Dan á là đánh đây là tên mỗi mỗi một ngày đánh xong thì group của Dan có tổng hợp lại cái tỷ lệ đánh và cái xác suất đánh cho group. Thì Dan là contribute khoảng 4 5 lệnh, và Tribe 4 5 lệnh và Kenny khoảng 2 3 lệnh. Thì bao gồm những lệnh như là share và những cái lệnh mà mình vẫn còn giữ thì mình vẫn còn để ở đây. Còn đây là cái thành quả của group ha. Thì cũng có thua, cũng có ăn, nhưng mà group đánh khá là chuẩn nha các bạn ha. Thì nếu như ngày mai các bạn tiếp tục thích live trade với Dan thì các bạn có thể lên YouTube. Trong tuần này Dan sẽ tiếp tục ủng hộ mọi người, hỗ trợ mọi người trong cái việc live trade. Nếu như mà các bạn muốn đăng ký vào group thì các bạn vào group của Dan bằng cách là Dan sẽ bỏ cái đường link ở trên video ha. Bạn có thể tham gia vào group để cùng trade với Dan và team.
Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Hy vọng cái video này có thể đem cho các bạn một cái kiến thức mới về khi các bạn trading. Trong khi các bạn trading, các bạn lưu ý có hai thứ mà các bạn cần phải tập trung. Đó chính là đầu tiên các bạn phải xác định xu hướng, thứ hai là phải thao tác ra vào lệnh. Xác định xu hướng là một cái rất là khó, bạn cần phải đi học và trau dồi. Nó bao gồm coi nến, coi coi TA, coi điểm ra vào, coi support zone, rất rất nhiều cái chi tiết. Nhưng mà cái thứ hai là thao tác là cái mà các bạn có thể học được liền. Đó có nghĩa là các bạn cần phải hiểu cách ra vào lệnh một cách nhanh và chuẩn xác. Khi mà các bạn làm được hai thao tác này thì cái công việc trading của bạn sẽ dễ dàng hơn. Còn về cái việc là quản lý tâm lý đó, là cái đó là một cái phạm trù sẽ chiếm 90% còn lại sau khi mà các bạn đã học hai cái điều đầu tiên mà Đen nói ha. Thì từ từ Đen sẽ bắt đầu, Đen sẽ ra những cái video, Đen sẽ hướng dẫn cho các bạn rèn luyện tâm lý như thế nào để cho cái việc trading của bạn hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ like, share, subscribe vào video này nếu bạn thích cái content này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bye bye.